Đức Thầy vô danh Thầy tặng quý con qua bài Thằng Em Ở Đâu bài 1. Thằng em nó ở nhà thờ chùa Đầm Miêu Dê Thiên Cơ nơi nào, hay là ở cõi chân sâu lưng ra để biết nơi nào chưa em. Vừa mê và giác hai nền ở trong tam giao, em quên em thần ở trong tim của lòng nhân, trong tim em nhốt nguyên thần của em. Nguyên thần của em nó ở trong chùa thờ và trong miếu về, hay nó nằm ngủ trong tim ai chừa tù chánh pháp chân truyền. Bằng tối vô mình tim của em nó nhỏ thằng quyền, cái tâm vô mình nó nhốt thằng tiên em đỏ thế. Nay em vào chùa vào nhà thờ cầu ai để nó lì tim. Em có thằng mà thằng mê ngủ mắt linh minh, cái tâm tối của vô hình thâm kinh em đỏ thế. Còn thức hồn chỉ làm theo bảy lục dục khắc tình tại thế xác. Em không đức đánh thức trái tim, không thể thành Bồ Tát. Tâm em ngủ mê thằng em, si tim si tưởng đến si tình. Vì em không thức chân linh mới đi cầu mong về quyền, nơi thần quyền thao diễn mê tỉnh mê dân. Tim mê dần thằng em mắt lương năng, trăng không hiện tâm đâm đâu em đi cầu hướng hòa. Em càng cầu sinh ở chùa am hạn chế tài mình trong thiên hạ. Còn em biết giải thoát nguyện thần nó đi tới đại tây thiên, cái giấc mơ em tu không thành chánh năng quả của tự nhiên. Thằng em nay nó ở đâu, chính em không thức em cầu ai trình. Tu là từ lực cánh sinh, vô minh giải thoát âm thịnh chanh tàn. Khả năng em có tiền già, tặng em là chú tinh ba phù trời. Thức rồi nó mở thiền ngồi, không chờ ai đến chính trời ta qua. Chân pháp tu tại gia em mở ra quán hạ thần tiên tam qua tụ đành. Nguyên thần của em là tiên là thanh của em trời. Vào nơi chùa thờ am miếu về, mà tu thiền tìm sức thế trở lại thượng thiên. Từ đó nó chỉ cái tà sư của phàm đạo phàm tiên, đi mê hoặc làm tiền ở trong ba tăng.
đi giúp ai khi nó là người tu còn bất hạnh. Ở cửa tâm linh chùa thờ to mà không tu canh được linh hồn. Trái tu của âm thanh sau trả hành tiên là có tội ra giới thiên đình. Trời có lực hà tình chân vô và hậu, kẻ sĩ tu linh hồn tại môi bùa chú lâu chứng sanh. Giảng thế phù du phù thiên thể không lành, làm mê tín chúng sanh tức trái tim linh hồn kia đỏ kiếp. Thằng em tu chân pháp ma thiền là trái tim em giải thoát, còn lực của trời phán xét không bỏ sót loại tà linh. Tự lực tu em tin không dằn dối thêm dằn nền. Tại sao họ mãi cầm lưng làm mê sanh chung thanh rừng âm mang? Có người suốt kiếp thờ ma làm to từng cốt thơ bà thờ anh, tới ngày phán xét công đồng gia long không đất đai đồng thanh tiền. Xưng ông bà lớn hậu thiên xâm trời nạ trắc chư thiên chu hình. Kính bạn đức thầy vô danh thầy. Đức thầy vô danh thầy tặng quý con qua bài Thằng em ở đâu bài 2. Cá kia muốn liền thành rồng, trai mình tu liên thiền tổng nam hàng. Ngồi thiền chánh pháp mang ba, thầy văn đậu cốt tinh ba trên mình. Còn tiên tô học tâm kinh, biết làm cài thế chân linh về nguồn. Tô tiên không mó không chuông, không vui hoa chân, không buồn ô danh. Em tu sức thế nên bỏ kỳ danh, phong thành phong sắc. Vì tim em có ngộ không thì trời đất rước em về. Cho nên người biết giải thoát là tu, không đeo mang danh vọng ê chề. Đời con người có hai cửa tu mê và tu giác. Kẻ đại sĩ không sợ nghèo tiền bạc của túi cơm, mà chỉ sợ nghèo không đủ mực thước tu tâm để qua cửa tu thanh âm và sắc tường. Còn đủ mực thước tu tâm thì rèn lòng cho cao thượng, để giải thoát ô hà thời tâm của sẽ không mà luôn hình tướng. Tàn thức linh minh của tim mà cay quá độ vô hình, nó biết trở mình tu qua tim năng lượng, lấy sự sáng của trời dài bóng mà tôi của hà sa. Như dương quang vàng nó đuổi bóng tôi của ta bà, tim hạt hải sáng ra nhìn hà đồ bát quay. Trong tam cửa trời nó có bát cầm đức thị, thị pháp tứ ta trời tam tuyết mới sửng thu. Bát ái thiên hà đồ gọi kêu thiên địa đó trong tu.
công phu thâu bầu phép khí vào tu bồ đề. Hào nhiên tươi xuống tầm mê tất ta đậu giống bồ đề trong ta. Quán âm và đức Di Đà qua bầu tịnh khi ma thần quyền rửa bầu hạ hải âm tim tái sinh cho cha tiểu thiên hạ đồ. Hương Bắc là hương thầu khí thiên cương ở ngôi bắt đầu. Từ giờ tí dương sinh pháp đậu ở dân của nguyện khỉ vô hình. Ở trời nó là cam lộ cam la thành xương ngọc ca trời đặt cho mình. Mượn giờ tí chúng sinh tu chánh pháp cái tâm thiền nó ra thâu thi pháp của hà sanh. Đem vào lòng mở đại trí huệ thanh ba lấy tẩy pháp cho tẩy tà ô của giảm đời muôn kiếp. Thiên thâu thiên hà thiên pháp ba trời liên hiệp có phải giờ tí tỉnh tu tìm vào tiếp chi tệ của thiên hà. Nguyên em hồi sinh ca tiểu thiên hà phát thể trời làm em thu tinh qua thằng khi cái bí mật của trời này chỉ có người tu đắc ca huệ nhìn ra. Pháp thủy đi mang theo năng lượng của thiên hà là ánh sáng có hàng xa nhà trời nhà Phật. Ba cái bao linh tinh hoa này nuôi người già dưỡng vật trời vô thường trời cho trời Phật cửa hữu di. Em tu thiền lấy tinh hoa kia để em đắc từ ngày. Giờ tỷ sanh ra hương thấy vô hình cũng là giờ trời thằng thất linh minh. Trời ban phép thấy vô hình trời cho sương ngọt nuôi mình. Mây mưa tiên thần tăng xuống chung sinh. Giờ tí dương sinh mở cửa hà đô hai cung không càng mơ mấy thiên cơ. Càng còn thay đổi canh giờ quyền cơ trời mở biên bờ. Ai tu giờ này thấu hiểu thiên cơ. Kính bạch đức thầy vô danh thầy. Đức thầy vô danh thầy tặng quý con qua bài Thằng em ở đâu bài 3. Thằng em này nó ở đâu trên trời dưới biên núi cao vĩnh hồ. Thằng người tu biết đến tôi 12 thầy cô hai hồ ngày đêm. Hương thằng nó ngỡ tại tim lấy gì cài mơ trái tim nguyện thần. Lấy gì tu quá tiềm năng cho trời trong nó tròn trắng vô hình. Tâm linh nó sinh ra không thời gian cách tính. Còn vũ trụ nội tâm nó ngày chỉnh có ngừng thần. Nó đã
tâm và tu thanh thần. Cái nói biết ngoài khả năng con người biết, vì nó học ở trời, trời kiên thiết cao minh. Tạm gọi là thiên cơ mà trời dạy siêu khoa học thần kinh. Cái học đó vô hình sinh trời trăng và tinh tu. Trời giác vào trong thằng em làm chủ. Cái tiểu thiên hạ như trời trăng và tinh tu. Sợ thân gian của thần tiên, tầm cắt đa cám như thiền. Thần của em đi vào tiên thiên thế giới, lễ hội ở chính phương trời mười phương Phật em qua. Cái học vô hình quang đi theo đường thiên sức ngăn hà, rồi qua đường âm thanh đi qua ánh sáng. Vừa coi có thời gian vào không gian vô hạn, em đi vào cái thiền thanh thiền kinh sáng thiền lao, giúp mấy người thằng em học khoa học của vũ trụ tinh bao. Thời gian nó có ngày giờ, không gian nó có thiên cơ di hành. Âm và dương nó quá xanh, thiên không trắc cam lòng sanh diệu quyền. Từ trung thiên giới Phật tiên, xuyên qua bị ngang nhớ thiền bỗng lại. Biển trời hai giấc trời ngồi, tới đây em hiểu thiên thai hai trời. Giữa hai giấc giới tiên thiên và tiên địa học, hai giấc giới thiên không dạp nói giới thiên. Nhất khí trời gọi là thanh tịnh là khí của tiên thiên. Các vinh hoa đi theo mấy hảo chân diện của các cõi thái nguyên hàng thì. Nước cam lộ cam la cam linh quyền khí, chuyển vào cõi có thời gian thành chưa ngọt của thiên. Thiên hậu sinh ra bốn mùa tám tiếng, nó có khí ngũ hành kích bát ca để quá sanh. Theo thời gian sanh thời vũ cho cả nhân canh, theo khí số hậu thiên mà trời lập thành thời tiết. Con người sống trong thời gian không còn phân biệt, vì gương thần lo ngủ nó mất mình kiếp của không thời gian. Chỉ có hiểu biết theo nhân sinh quan trong kiếp số của con người. Cái học không gian to lớn ngưỡng thành, nó như mặt trời tinh tú sao trăng. Càng cao tri thức nguyên thần càng hay.
tình tỷ nguyên thần. Nó không phải người, gọi nó kim thần. Thần có kim quang, học lại tánh trời. Nó là nguyên thần, thần pháp trên tôi. Thần tiền nó trong người, giờ tu nó trở về trời. Học lại hướng trời, kim cố thiên ngôi. Kính bạc đức thầy vô danh thầy. Đức thầy vô danh thầy tặng quý con qua bài Thằng em ở đâu, bài 4. Thằng em là gió là mây, hay là sương lót đang bay giữa trời. Thằng em sấm sét bao, hay là dương khí chan trôi bồng bềnh. Bao giờ nó đắc hư linh, cho em nhập qua tái sinh cõi trời. Mọi khi em ngủ nó ngần, quay em và nó hai trời trong tâm. Hai nguyên thần ở trong tâm em tướng nhầm, thân tim có một. Chánh pháp em không khai, tâm em tụ dốt mà vô cùng. Còn thiên hạ nói em là con ca thể sinh ra, cây ly thiết ai cùng. Tâm hồn em từ cõi quyền cung thiên chúa, sắc mình cảnh đài lo chưa khi mà có thăng tiên. Em đi qua bao trời và tu luyện mấy kỷ nguyên, nó đi trước em tiên linh hồn chiến pháp. Cây tâm linh vô hình quang mà trời thiên chúa nay giác. Dù có phong ba nội tâm em ơi, không mắt góc. Chúa trời ngày đêm cây kim cổ kỳ quan, giấc mơ em nên em tu phát huệ ra thì em thấy biết. Nhớ lại thượng nguồn, không nghe các vua thiết giam ngu. Tại sao ta sinh từ trời lại quên thế giới thiên trời? Ta có cả thiên ngôn hay là trời Phật pháp? Thằng của em như tiên cùng là Bồ Tát, xuống làm người đời sống ngắn ngủi của trăm năm. Em không tu thì em không tìm về thiên hải hạ tâm. Em không phải khi sanh ra, nguyên thần em vốn từ cha chúa trời. Xin em thiên lý trên người, phân qua sao cưa trước trời dạy tiên. Em lầm lục dục nhân duyên, năng trì nào kéo thần tiên gian trần. Em tu đắc được quá thân, trở về nguồn thôi thanh thần thiện liên. Nguyện thần của em từ cõi vô biên thiên liên và thiên chúa. Không phải loài khỉ sanh ra làm mang rợ của con trùng.
sinh ra từ cõi không thời gian. Tiếng thánh đại hùng linh cảm em trần thiên cung con trời đất trái bao trường trời trường Phật ra học đăng thiên sống thiện lành và tài phép hưởng đạo nguyên nơi hạnh phúc mà thánh thần tiên đang dẫn ai tại em đam mê cái tình tiên trai và gái rủ nhau chung vào trần gian để liên ai phạm thiên tình. Này em tu tức thần linh, em hồi thiên thích ca lại trên mình. Trời sinh em có thiên tình qua dung lượng ai, có cha mẹ nào không dạy tiên dạy con thơ. Tại em vui quá vui nên lầm lạc nước cờ, khi em đánh lạc quyền cơ nên tiên cờ em biết. Hay em quá giỏi kinh doanh, em không tính thầy nhường tri cái quy lệ này ác ai đó bằng ngay mà thằng tiên không ngay chính tâm nên em mới bị lưu lại. Em thích thần qua sau cửa tiếng hào sao đường luân hồi cô xứ tình quan trời gian thiên giống ba nhà còn thêm bát quái thiên hạ có ai không trời khiêm ái em quan nhàn thế chú tâm nó thấu thiên hạ ở đâu không trời ở đó không tan trời sinh thiên số thiên hà từ gì nó chết bao nhà hiếu đạo kim tài không dí tình bạc. Kính bạch đức thầy vô danh thị, đức thầy vô danh thị tặng quý con qua bài thằng em ở đâu bài năm. Nhạc trời tao nhã du dương, tiên bay thơm ca quý thượng xa quan. Đạp mây bay tới thiên lang, nhạc trời cầm bông tiên già đón chào. Dân tình lễ nhạc cắm vào, nghe qua tiếng đón ngào lời văn chi hằng thắp sáng vầng trăng làm cho thiên lý càng tăng nhiệm màu. Ở thế gian họ lấy rượu để say, còn em đây nhạc tiên ca phú. Cái men thiền nó say như anh vũ không lời. Lời dân ca như đánh thức ca lòng nhớ như con nhạn lạc đường nay tàu thiên lễ mẹ cái tình tiên về thăm nhà nhớ thời bé hài nhi nhớ thời tiên ban đầu cha mẹ dạy kinh thi và lễ học thích nghi trên miền thượng giới kiếp đằng tiên nhờ nhạc trời tiên nhớ lại cái cha mẹ cho ta thời gian và dạy em mà chẳng ai nhờ.
Hà thương đón trường khi con xa mẹ. Địa Hà tình từ tiên thở dung thay ngôn. Hải Hà tiếng em học luyện giảng Hà đồ, thiên cơ học cho em thông thiên địa giới. Em danh chẳng có nhớ mẹ tiên cha trời mong đợi. Cái thời kỳ nó sắp tới trời mở lễ hội lần qua. Em yêu ai người mà quên có sự của trời cha. Nguyện thành nó nhớ ngôn sư bởi trăng linh giác nó mơ qua trời. Em tu nó được nghỉ ngơi nó đi tìm lại em trời chỉ lại. Tu là cục di bốn lai để an dạy cô tình lại ta người. Đạp mây thông thả về trời em là tiên thánh vui trời thiên hạ. Đằng thức trái tim em nhìn qua trời cha bà mẹ Phật đã nuôi dưỡng em trước khi xuống dương phàm. Câu chúc thiên những tiên muôn thần không phàm, tu thiền định chỉ nam thiên môn đàn chỉ, hay bạch cọc kinh vô thường chân lý của Chúa trời chăng. Họ là ai là Chúa Tể ở chính cửa thiên hà, thay tạo hóa sinh ra em và muốn loài gian dật. Bao thân thần tiên vì trời di sư và di vật, đều do Chúa Tể trời thiên sanh tất cả muôn loài. Thiên á nội chỉ tiên và sinh thiên á đạo thiên ngồi. Cha nữ hư vô dậy em mà không có nói, tâm tàn thần thần tán chữ thiên kinh. Dạy tam Phật lục thiên mà trời lại ẩn không hình, để dạy đại tâm kinh cho hàng lâm đại học. Còn mẹ tiên cùng các thiên sư đi cùng thấp, rải các mộc qua trời và tam giới nên là vượt kỳ quan. Nuôi và dưỡng chúng sanh trong thập tam thiên lục thiên. Mẹ rải giống tiên khắp cả thiên hạ, tam thập lục trời cho tới thiên tăng, để nuôi tất cả thiên hạ, để sanh qua cả thiên hạ. Trời nuôi muôn người nuôi sống tiên tăng. Trời lấy hư không dày hữu quang long, muôn thành đạo trời em phải hư không. Là tổ cho tới không lòng, là tổ cao tới không lòng. Em giá nguyên thành thành đạo hư không. Kính bạc Đức Thầy vô danh Thầy.